Xin chào tất cả các anh em đang xem video. Thì trở lại với video ngày hôm nay, shop sẽ lại giới thiệu lại cho anh em. Những anh em nào đang cần tìm mua một cái mẫu liều ngụy trang tuyệt đẹp, gọn nhẹ thì anh em có thể liên hệ với shop. Giá nó tầm hơn 300 ngàn một tí thôi nha anh em. Đó, đây là mẫu liều ngụy trang cá nhân. Nó ưu tiên cho một người dùng. Thì nếu mà anh em có hai người dùng chui vào đây thì nó vẫn lọt, nhưng mà nó không thoải mái bằng một người. Đây gọi là liều cá nhân. Đó, một cái liều như thế này thì nó có một cái cửa chính, và ở trong nó ra thì chúng ta sẽ có ba cái cửa sổ nha tất cả các anh em, ở ba phương hướng. Còn đây là cái cửa chính có dây kéo ở trong ngoài, anh em ngồi ở trong ở ngoài đều có thể là khóa lại được. Đó, anh em thấy là để đi xa cho anh em thấy nè. Khi anh em ngụy trang vô một cái thế, vô một cái lùm cây như thế này thì cái thế này nó quá chi là đẹp, anh em thấy là hầu như là không thể phát hiện được cái liều ngụy trang ở đây. Đó, thì liều ngụy trang này là nó bốn góc nha tất cả các anh em, nó sẽ có bốn góc. Cái đáy ở dưới là nó khoảng là 80 cm, cao thì nó tầm khoảng 1m1. Đó, thì khi anh em thu gọn lại thì nó rất chi là gọn, nó sẽ trở thành một cái vòng tròn nhỏ như thế này. Đó, đây là một cái mà chưa bung ra, có túi sẵn ở đằng sau thì nó có cái dây mang như thế này, dây sách dây mang. Đó, thì do đây là một cái video làm ở trong vườn cây cho nên là chúng tôi chỉ cầm theo hai cái để làm video cho anh em thôi, còn ở trong kho thì có đến cả 100 cái. Đó, thì anh em nào thích sỉ lẻ thì có thể điện đến cho shop. Đó, rất chi là tuyệt vời nha tất cả các anh em. Đó, đây là liều ngụy trang cá nhân. Đó, khi anh em ship gọn như thế này thì sử dụng rất là thoải mái. Ngày xưa nó có cái loại liều mà cao 1m4, nhưng loại đó thì bây giờ hầu như bán không ai mua nữa. Lúc trước chúng tôi phải bán xả lỗ để ra hết cái sản phẩm đó, bởi vì khi mà nó cao như thế thì anh em ship lại nó thành một cái vòng tròn cực kỳ to như thế này nè. Cái vòng tròn to đấy, anh em nghĩ mà mình mang giác những cái thứ như thế thì nó quá cồng kềnh và nặng nhọc cho tất cả các anh em, cho nên là nhà sản xuất càng ngày họ càng làm nhỏ lại. Bởi vì thường chúng ta chui vô cái liều thì chúng ta chỉ ngồi thôi, mà chúng ta có ngồi thì cũng chả bao giờ đụng nóc được cái liều này, khá là cao. 1m1 thì nó đã khá là cao rồi đó, thì anh em có thể mua dùng đó. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán cái áo liều may ở Việt Nam này bằng vải rằn ri này, rất chi là dày. Nếu anh em nào mà xài cái áo liều này lâu năm, tôi biết là có nhiều anh em mua cái liều này đã xài 6-7 năm rồi, cái áo liều này rách, thì anh em cũng có thể liên hệ với shop để mua cái áo liều lẻ này. Cái áo liều lẻ này chúng tôi cũng có bán luôn đó. Thì ngoài ra shop bán rất chi là nhiều phụ kiện cho tất cả các anh em, như là quần áo ngụy trang nè, lo bẫy chim nè, xào gác chim nè, xào nhôm có nè, xào inox giá rẻ có nè. Nói chung là đủ thứ phụ kiện để cho tất cả các anh em, phục vụ cho thú chơi của tất cả các anh em. Thì anh em có thể điện thoại trực tiếp đến số điện thoại đang xuất hiện trên màn hình, hoặc nếu mà ở Facebook thì anh em có thể là inbox, chứ còn anh em comment ở bên dưới thì nhiều khi chúng tôi không xem hết comment thì không có trả lời hết được cho anh em, cho nên anh em cũng hết sức thông cảm. Thì còn ở bên YouTube thì anh em cứ là điện thoại trực tiếp thôi, chứ bây giờ comment bên YouTube thì cũng khó chi mà trả lời hết nổi, mà cũng không phải chốt đơn ở chỗ đó. Thì những chỗ đó thì anh em chúng tôi chỉ chốt đơn cho anh em qua điện thoại được thôi đó. Rồi, giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền ha.